Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em đến nhà của anh Út ha, ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để giao lưu với anh em mình một lô mai giảo nha anh em. Mai tàn chơi Tết nha. Đó, nụ cũng rất là nhiều. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Đó, nụ là vô đạt nụ lắm anh em. Nụ to to không ha. Này là về là mình chơi Tết là vừa luôn đó anh em. Đó. Quay sơ sơ cho anh em mình xem là tham khảo này ha. Đó. Tàn là đều hết trơn nha. Đó, tàn thông. Rồi, chào khán giả cái luôn anh Út ơi. Chào tất cả các anh chị em gần xa. Hôm nay em tiếp tục lên lấy clip tiếp theo mai tàn chơi Tết năm 2021. Thì lô này thì cũng khoảng là của em hiện tại giờ có khoảng 80. Anh em nào có muốn mà mua bán Tết thì em cũng có để giá trị. Rất mong anh em giúp ủng hộ trong thời gian tới. Trời, mình vô cây đầu tiên luôn anh ơi. Cây mã số đầu tiên anh em, ở cây số 1 ha. Nè, anh em mình xem cái dàn nụ nè, kính hết trơn nha. Nụ này là Tết là lật là ăn thôi anh em ơi, cứng ngắc luôn. Cây cũng có đế nha anh em. Cây đế ha, đế cũng khá đẹp ha. Đó. Quay cái đế cho anh em xem nha, đế cũng khá ha. Đó. Giảo này là giảo zin nha anh em, giảo hộp zin ha. Rồi cho em xin cái thông số cái luôn anh ơi. Số vị trí đây là 22. 22 hoành thân nha anh em. À, cao là 1m7 nha, tàn ngang là 1m5 nha anh em. Ở cây là vô nụ cứng hết trơn nha. À, cây này nụ bông dữ lắm luôn nha anh em. Lô này bao ship 200 km cho anh em chơi ha. Rồi cây số 1 này anh giao lưu nhiêu cho anh? Mã số 1 này là 2.300.000 nha anh em. Đó, tàn là đều hết trơn rồi ha. Đó, rất mong anh em mình ủng hộ nha. Rồi tiếp theo cây số 2 luôn anh em. Cây này tàn dày nè anh em, tàn kính mít luôn. Nụ là khỏi chơi luôn rồi anh em ơi. Nụ dữ lắm nha. Nụ nè, mỗi nách lá là ăn nụ, nách lá là ăn nụ nha. À, nó kéo dữ lắm ha. Rồi, thông số cái luôn anh em. Cây này hoành ở vị trí này là 22. 22 hoành ha. Rễ nè anh em mình thấy ha, rễ nó ăn đầy chậu hết trơn nha anh em. Đế là chỉ khá thôi ha anh em. Chơi Tết là ok luôn. Này cao cũng khoảng 1m7 đó anh em ơi. Cái tàn nó thì cũng xem nhau đó. Tàn nó thì cũng 1m5, 1m7 á. Đó. Rồi cây số 2 này anh giao lưu như anh? Đó, mã số 2 này 2.500.000 nha anh em. Đó, cây này tàn đẹp lắm nha. Rồi tiếp theo luôn. Số 3 ha nè. Đó, anh em mình cái dàn nụ nè anh em ha. Ha, một nụ là nó ra một chùm đây nè ha. Đó, cũng bông dạng bông chùm đó anh em. Đó, ha. Cái mặt bông cho anh em mình xem nè ha. 9 cánh 12 cánh. Giảo ha, giảo zin luôn. Tàn đẹp nha anh em. Đế thì khá thôi. Số 3. Rồi, thông số cái luôn anh ơi. Hai mươi hoành nha anh em. Đó. Thì cao ngang thì nó cũng khoảng 1m7, 1m5 đó anh em ơi. Nằm ở khoảng đó nha. Tàn là tròn đều hết trơn nha. Đó. Đó. Tàn là đều, nụ là dày luôn nè anh em. Quá trời nụ luôn ha. Ở ngoài nhìn là nụ cũng cứng lắm. Rồi, cây số 3 này anh giao lưu nhiêu cho anh? Đó, mã số 3 này là 2.400.000 nha anh em. Chí
À, cũng bao ship 200 km cho anh em mình chơi nha. À, mấy cây này là đạt nụ lắm á. À, tiếp theo là cây số 4 luôn nha. À, à. Cây này tàn thông luôn nha anh em. À, tàn dày luôn á. Đế cây này khá đế lắm nè anh em, đế nở lắm nè. Đế nở ha. À, đế cũng khá ok đó anh em. Cốt cành ha, cây này là cây gin nha anh em. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Một cốt chi từ gốc tới ngọn hết. 25 hoành. Hoành 25 nữa nha anh em. Đó, cây khá là to nha. Tàn nó dày hết trơn rồi nè anh em. Nụ hay cây nụ này còn hơi nhỏ nhưng mà không sao. Này nhỏ thì anh em mình lật lá sớm hơn xíu ha. Nụ cũng dữ lắm nha anh em. Rồi cây số 4 này anh giao lưu nhiêu cho anh? Cây số 4 giao lưu 2 triệu 6. À, mã số 4 này 2 triệu 6 nha anh em. À, bao ship luôn nha, 200 km nha. À, tiếp theo số 5. À, anh em mình xem nha, cây nó tàn rất là đẹp rồi. À, nụ nụ kính cây luôn á anh em nè. Anh em mình xem ha, mỗi nách lá là một nụ nha. À, cây này nó cũng khá là to nè. To khác rồi tàn hơi gió. Đế nó cũng khá thôi ha anh em. Nó không này nó nằm không dưới rồi cho nên là thấy đế cũng khá thôi, nụ nè anh em. À, mấy cây mai này là mai mình chơi Tết nha. Nụ gì lắm nha. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Hoành là 27. 27 hoành ha. Cây này cao là khoảng 1m8 á anh em. Tàn ngang là khoảng 1m4 á. Nụ à, nụ là bao nụ luôn anh em ơi. Rồi cây số 5 à, số 5 này 2 triệu rưỡi luôn nha anh em. Bao ship cho anh em 200 km nha. Lô này là về anh em mình chỉ đợi ngày mình lật lá mình chơi thôi anh em ơi. Đó, tàn cũng ấm kín hết trơn anh em ơi. Mai chơi Tết nha. À, mấy cây này đế nó cũng khá khá không anh em. Cái này cái cũ nó hơi nở hơn nè. Và thông số cái luôn anh ơi. Cái này hoành 25. 25 hoành nha anh em. À, cũng khá là to nha. Thì cái này thì tàn ngang với chiều cao thì nó cũng khoảng 1m7, 1m5 đó anh em ơi. Nó tầm khoảng đó không à. Vô nụ dữ lắm luôn nè anh em. Đó, anh em mình xem ha. Kính nụ trơn nè. Rồi cây số 6 này giao lưu nhiêu cho anh? Cây số 6 này giao lưu 2 triệu rưỡi. Ờ, số 6 này 2 triệu rưỡi luôn nha anh em. À. Rồi, tiếp theo là cây số 7 nè. Tàn là anh em mình yên tâm luôn ha. À, tàn với mà nụ là yên tâm luôn. Mình chơi Tết là thoải mái luôn anh em. Tàn tròn do nha. À, cho em xin cái thông số cái luôn anh ơi. 7 này đã chì dữ lắm luôn. Một cốt nha anh em. Cây một cốt không 22 em? Hoành. 22 hoành. Cây này lùng mà chỉ cành nè. Sát đất hết trơn nha. Cao cũng 1m5, 1m7 anh em ơi, 1m7, 1m5. Nó lá là còn xanh mơn mởn luôn nha. Rồi cây số 7 này giao lưu nhiêu cho anh? Cây số 7 này giao lưu 2 triệu 4. Ừ, số 7 này 2 triệu 400 ngàn nha anh em. Nụ là anh em mình khỏi chê nha. Đó, tiếp theo số 8. Tàn anh em mình xem ha. Nó tròn đều trơn anh em ơi. Này anh em chỉ còn coi giá thôi. Giá thì nếu mà lấy sỉ em để là giá nói nhiều. Cái này đế nó khá nè nè, khá đế nè ha. Đế tương đối đều nè. Một cốt nha anh em. À. Và thông số cái luôn anh ơi.
cây này hoành là 20. 20 hoành nha anh em. Hoành là tàn kinh lắm. Tàn là nó cũng dày, nó đặc lắm á anh em. Bông thì nó vô bông đạn nó cũng đạt bông dữ lắm á. Nó nút nhiều lắm. Rồi cây số 8 này anh giao lưu nhiêu vậy anh? Đó, mã số 8 này cũng 2,3 triệu nha anh em. À, cũng bao ship 200 km cho anh em ha. Cây số 9 à, đó, anh em mình xem lại cái dàn nụ nè anh em. Quá trời luôn nha. Nó nụ mình nó kín vậy luôn nè. Quá trời nụ luôn nè anh em. Cây này thấy đẹp nè. Thủ để nó nở nè nè. Cây này đẹp cây lắm á nè. Để nó nở đều ha. Số 9 rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Hoành là 26. 26 hoành. À, thì cao cũng 1,5 m, 1,7 m đó anh em ơi. Thì nó xem nó tầm xem với nhau không. Nhưng mà nè, nó có 1-2 nhú bông nè. Bông cũng rất là đẹp nha, dảo nha anh em. Rồi cây số 9 này anh giao luôn nhiêu vậy anh? À, số 9 này cũng 2,5 triệu luôn nha anh em. À, rồi tiếp theo luôn anh ơi. Số 10 à, đó, anh em mình xem cái tàn nha. Vô bông cũng cực kỳ đạt anh em. Mấy cây nằm lá như vậy là nụ dữ lắm nha anh em. Nằm lá kiểu này nè. Cây này giờ chỉ còn canh mà lọc lá thôi chứ không còn gì để sợ quặng lá. Đế cũng khá nha. Đế cũng khá nè anh em mình xem trồng mà đế nó rễ ở trong chậu nè, nó lên tới trên này luôn rồi. Rồi thông số với luôn anh em. Số 10. Số 10 nha. Hoành đó là 22. 22 hoành. À, cái tàn cũng cực kỳ dày luôn nha anh em. Rồi, cây số 10 này anh giao lưu nhiêu vậy anh? À, mã số 10 này là 2,3 triệu nha anh em. À, bao ship 200 km cho anh em mình chơi nha. Cây này 11 nè. Tàn ha, tàn tròn hết trơn ha nè. Đó, nút nè. Mấy cây này vô nút chứ lắm anh em ơi. Đế cũng khá thôi nè. Quá trời rễ luôn ha, rễ năng tới lên trên luôn. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Cây này là rễ đậu nha. Nó nguyên lô quá anh em. Số 22. 22 hoành. Cao cũng 1,5 m, 1,7 m đó anh em ơi. Nó xem nó khoảng đó đó ha. Đó, cây số 11 rồi, cây này anh giao lưu nhiêu vậy anh? Số 11 giao lưu 2,4 triệu. Mã số 11 này là 2,4 triệu nha. Đó, bao ship cho anh em 200 km nha. Tàn tròn đều lắm nha anh em. Chơi Tết thoải mái luôn. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 nút nụ nè. Quá trời luôn nè anh em. Mình xem cái nút nụ nè. Đó, cứng ngắt hết trơn nè. Cây này thì chấu mới nha. Này mới thay chậu luôn. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Hai mươi lăm hoành nha anh em. Cây này cao khoảng 1,7 m, 1,8 m đó anh em ơi. Tàn ngang cũng khoảng 1,4 m, 1,5 m cơ mà. Nút nụ là ok hết trơn. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu vậy anh? 12. Đó, cây 12 này là 2,3 triệu nha anh em. Ha. À.
tiếp theo cây 14. Nụ quá trời nụ luôn anh em. Dảo nha. Dảo mà bông nó cũng khá là chùm á. Cây này đế à nè. Đế đẹp nha. Cái mặt bên đây nè. Đó. Cây này đẹp nha anh em. Là thông số cái luôn anh em. Hoành là 24 nha anh em. Cây này cũng khá là đẹp, cây tàn tròn đều hết trơn. Rồi cây 24 nè, 13, cây 13. Cây 13 này giao lưu 2,5 triệu. Mã số 13 này là 2.500.000 nha anh em. Ha, cũng bao ship 200 km cho anh em chơi nha. Đó, cây 14. Nụ nè anh em. Nụ à, anh em mình xem ha. Một nút lá là một nút nụ ha. Đó. Tàn kín mít hết trơn anh em. Đế khá không à. Đó, rồi, thông số cái luôn anh em. Cái 14 hoành 24. 24 hoành nha anh em. Quá trời bông luôn anh em ơi. Này là đạt bông chơi Tết vậy lắm nha. Rồi cây này anh giao lưu như vậy. Đó, 14 này là 2,6 triệu nha anh em. Mã số 14 ha. À, rồi tiếp theo cây 15 luôn anh em. Đây. Đó, cây 15. Nụ dữ lắm luôn nha anh em. Tàn, tàn cũng khá là ok ha. Thằng thông hết trơn à. Cái này đế nè. À, nó ăn cứ ngắt hết trơn rồi nghe anh em. Rễ không à. Về mình thay chậu khác mình chơi luôn. Là thông số đó luôn anh em. Thay chậu mới. À. 15. À. Mặt bông cũng rất là đẹp nha. Tàn kính mít hết trơn nha. Từ 1m7 chiều cao ha. Đó, ngang là khoảng 1m5 đó. Nó nằm khoảng đó không nha anh em. Nút nụ về cui luôn. Rồi 15 này anh giao lưu nhiêu cho anh? 15 này giao lưu 2,4 triệu. Cây này 2,4 triệu anh em ơi. Đó. Rồi tiếp theo cây 16. Đó. À, anh em mình xem nè, nút nè, đó nè ha, chùm vậy nè. Đạt nút lắm anh em, đạt bông lắm ha. Rồi cho em xin cái thông số luôn anh ơi. Thông số nó là 20. 20 hoành ha. Đó, cái tàn nè anh em. Cây này là anh em mình chỉ về mình chơi Tết thôi. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu cho anh? 2,3 triệu. Mã số 16 này là 2,3 triệu nha. Bao ship 200 km nha anh em. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Đó. 17. Nút nụ nè anh em. Qua trời nút nụ luôn nè ha. Tàn cũng ok lắm anh em. Đế thì cây có cây không ha. Đế khá thôi. Là thông số luôn anh em. Cây 17. 17. 17 thông số nó là 25. 25 hoành ha. Dàn lá anh em mình thấy ha. Đó, rất là mịn ha. Rồi cây 17 này anh giao lưu nhiêu vậy anh? 2,4 triệu. 17 này 2,4 triệu luôn nha anh em. Cũng bao ship 200 km cho anh em mình chơi ha. Cây 18.
xám đó. Đó. Tàn anh em mình thấy ha. Nâu nè, nâu. Giảo bông cũng đẹp lắm anh em, 8-9 cánh không à. Đó, chi cành. Và cho em xin cái thông số có luôn anh em. 78 này thông số là 24 hoành nha anh em. Đó, à. Nụ dữ lắm luôn anh em. Nó mai Tết mà kiếm nụ gì nó cũng đẹp lắm rồi đó anh em. Nụ này rất là đẹp. Rồi cây 18. Cây này 2.200.000 nha anh em. Đó, mã số 18 là 2.200.000 ha. Tiếp theo là cây 19 nè anh em. Cây này cũng khá lớn nè. Tàn nó cũng khá to ha. Đó. Đế nè. Cây này có đế nè anh em. Khá đế ha. Nè anh em. Có đế ha. Thông số cái luôn anh em. 29 thông số đây là 22. 22 hoành nè anh em. Giảo ghim, giảo hộp nha anh em. Bông khoảng 8 cánh, 8-9 cánh gì đó ha. Rồi cây này giao lưu nhiêu vậy anh? 2.3. Đó, mã số 19 này là 2.3 nha anh em. Bao ship cho anh em mình chơi luôn nha. Đó, bao ship 200 km. 20. Nè, nút quá trời nút luôn anh em. Tàn cũng đẹp lắm anh em, tàn tròn đều lắm á. Nút nụ nè, quá trời cái vàng nút luôn. Rồi, cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Cây này yên tâm, rễ năng cứng bầu hết nè. Rễ là cứng cái chậu này chưa anh em. Cây này 24 quanh. 24 quanh. Đó, mã số 20 này là 2.500.000 anh em. Đó, cũng bao ship 200 km cho anh em mình chơi luôn ha. À, rồi. Tiếp theo luôn anh ơi. 21 ha. Đó, mai chơi Tết nha anh em. Đó, Tết là mình chỉ đợi mình lặt lá mình chơi thôi ha. Nụ là ok hết trơn nha anh em. Đế cái này cũng khá nè. Rồi thông số cái luôn anh em ơi. Anh ơi. Đó. Anh em 22 anh em. Hoành là 22 ha. Tàn nè. Đó. Rồi cây 21 này giao lưu nhiêu vậy anh? Giao lưu 2.4. 2.4 luôn nha anh em. Bao ship 200 km cho anh em mình chơi nha. Đó rồi, cây 22. Đó, qua Bình đây. Đó, anh em mình xem cái tàn ha. Nút nụ là anh em mình khỏi lo luôn nha anh em. Tàn cũng ấm lắm á anh em. À, thông số cái luôn anh em. 22 luôn. Hoành 22 nha anh em. Đó nè, nút nụ. Anh em mình khỏi lo về nút nụ nha. À, chỉ về lặt lá mình chơi Tết thôi. Rồi cây 22 này giao lưu nhiêu cho anh? 2.4. 22 này 2.400.000 nha anh em. Bao ship cho anh em 200 km nha. Rồi. 23. Đó, thì cao nó xem tầm là 1m7 á anh em. Tà ngang thì nó cũng khoảng 1m5 không à. Ha. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Mã số 23. Cây này đế thì đẹp nè anh em. Đế nè. Đế nở ra. Đế cũng khá đều nè anh em. Cái 23 này là hoành 26. 26 hoành ha. Đế nở, đế cũng đều nè anh em. Nút nụ quá trời luôn anh em. Nhìn nút nụ là thấy mê rồi đó anh em. Ở ngoài anh em mình nhìn nè. Rồi cây 23. Cây này giao lưu như vậy anh? Giao lưu 2.500.000. Cây này kết thúc đi giao. Cây
cây 23 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em, 2.500.000 bao ship cho anh em mình chơi ha. Nhiều quá anh em chơi mệt. À, cũng chào khán giả các luôn anh ơi. Chào tất cả các anh chị em, thì clip hôm nay em chỉ quay tới cây số 23 thôi. Anh em cứ xem cái clip, ưng cây nào thì chốt cây đấy. Rồi sau đó nếu mà có lấy số lượng nhiều cứ alo của em. Em còn số lượng rất là nhiều. Dạ. Lớn nhỏ, lớn hơn cây này nữa cũng có, cả 3 chữ mấy cũng có. Dạ, rồi. Xin kính chào tất cả các anh chị em. Rồi. Anh em nào mà có nhu cầu á về số lượng á, thì hoặc là anh em mà bán Tết á, thì có thể liên hệ trực tiếp anh Út ha, để mình trao đổi thêm. Rồi, em cũng xin chào và chúc anh em mình sức khỏe nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Có những loại lớn hơn cũng có nha. Và những cái loại như thế này nè, còn khoảng 80 cây đó. Rồi em cũng xin chào anh em mình.